chấn động. Thầy Tử Vi tiết lộ sự thật bất ngờ: người tuổi Ất Mão sinh 1975, hợp vía thần tài, gánh lộc về nhà, tiền vàng đầy két. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, phất lên như diều gặp gió, giàu có khó ai sánh bằng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh 1975 thân mến, không phải ai sinh ra cũng đã vinh hoa phú quý, mà là sinh ra đủ tay, đủ chân, không thiểu năng trí tuệ, có nhận thức, có tư duy, không gánh một núi nợ nần, không chịu một đời hậu họa, được giáo dục, được có tuổi thơ, đấy đã được tính là bẩm sinh. May mắn còn lại, thành tựu hay vinh hoa là do bản thân nỗ lực. Có đôi khi ta hay nhìn những gia cảnh bẩm sinh phú quý mà hận trời đất bất công, oán số mệnh không bằng mà quên mất, ngoài việc nhìn lên, ta thỉnh thoảng còn phải học cách nhìn xuống để hiểu ta đã may mắn ra sao, khi sinh ra với đủ những điều kiện thiên nhiên mà ta hay quy chụp chỉ như người bình thường. Lắm người còn thiếu sót, trời sinh thân mang bệnh tật, phải chống chọi từ thủa mới sinh, đấy mới là mỏi mệt. Vậy nên, hãy học cách bằng lòng với điều kiện trời sinh, còn đâu muốn gì thì cố vì nó, mong gì khi chiến đấu vì nó, tin vận mệnh. Nhưng đừng gói gọn vào khía cạnh bận may ở đời, chờ may để thành công thì cũng chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước, đẹp mà không thật. Tin vào bản thân, dựa vào tài, dựa vào trí, dựa vào nỗ lực cùng chăm chỉ, bền lâu, lớn mạnh, khả năng chuyên sâu học tập mới là căn bản, chân ái của nền tảng cuộc đời nhiều khi. Thời điểm đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, chúng ta sẽ chứng kiến sự chuyển mình rõ nét trong vận khí của mỗi người. Khi mà thời điểm thanh lọc đang diễn ra mạnh mẽ, đây không chỉ là thời điểm giao mùa mà còn là giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với người tuổi Ất Mão sinh 1975. Thời gian này không đơn thuần là một bước ngoặt, mà còn mở ra những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và cải thiện tài chính. Đối với Ất Mão, những người vốn nổi bật với sự khôn ngoan, quyết đoán và bản lĩnh, đây chính là lúc tập trung cao độ, biết cách nắm bắt thời cơ và thận trọng trong mỗi bước đi. Những tín hiệu từ các tinh soi chiếu cho thấy, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này mang đến cả cơ hội và thử thách, đòi hỏi Ất Mão phải thực sự nhận thức rõ ràng về vận mệnh của mình, để không chỉ tránh được những rủi ro mà còn tận dụng tối đa may mắn, đạt được thành công như mong muốn. Trong video này, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả đi sâu vào từng khía cạnh của cuộc sống của người tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, từ công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe cho đến tình duyên và gia đạo. Mỗi phương diện đều sẽ được phân tích kỹ lưỡng để quý bản mệnh có cái nhìn toàn diện, biết rõ những điều cần lưu ý và những cơ hội mà thời điểm này mang lại. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi chuẩn bị cho một thời điểm đầy hứa hẹn phía trước. Bắt đầu bằng cái nhìn tổng quan, sau đó khám phá từng chi tiết cụ thể để cải thiện vận mệnh của người tuổi Ất Mão đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này nhé. Xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi để không bỏ lỡ cơ hội của mình. Tuổi Ất Mão sinh 1975 cầm tinh con mèo, là con giáp đứng thứ tư trong tất cả 12 con giáp. Người tuổi Ất Mão sinh 1975 thuộc mệnh thủy, thì xét theo nạp âm là mệnh đại khê thủy, tức nước từ dòng suối lớn. Người mang mệnh này có tính cách ôn hòa, hiền lành nhưng rất khéo léo. Họ thích giúp đỡ người khác và coi đó là niềm vui của mình. Quý bản mệnh cũng là những người có trí tuệ, thông minh, ham học hỏi nên ngay từ khi còn đi học, họ đã thể hiện ra mình là một học sinh có kết quả học tập tốt, làm mọi người thán phục và gia đình hài lòng. Đến khi trưởng thành, nếu được làm việc trong môi trường phù hợp, họ sẽ là những nhân viên ưu tú, ham học hỏi và có vốn kiến thức rất sâu rộng, sáng tạo, không ngừng nghỉ. Người mệnh này rất thích sự tự do, thoải mái, ghét bó buộc trong khuôn mẫu, nhưng mà họ cũng là người làm việc theo cảm hứng. Gặp phải việc không có hứng thú thì sẽ lười nhác và khó đạt được kết quả như ý muốn. Vì tuổi Ất Mão thuộc hành mộc và năng lượng mộc kép này giúp cho người Ất Mão có đặc trưng tính cách là vô cùng hào phóng và luôn biết cảm thông, thấu hiểu với người khác. Người tuổi này luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh vô điều kiện. Đôi khi, họ tốt bụng quá nên dễ bị lợi dụng mà lại không biết cách từ chối yêu cầu của người khác. Ất Mão đa phần là người thẳng thắn, mưu lược, hiểu chuyện cao thấp và thích cái mới. Tuổi Ất Mão cũng rất hoạt bát, thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh, sống thân tình và chan hòa với tất cả mọi người. Tuổi Ất Mão có tính kiên cường, bất khuất nhưng cũng không bảo thủ, ngược lại còn biết nhường nhịn và không thích tranh giành với người khác. Đặc biệt,
Tuổi Ất Mão luôn có ý chí tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi thời cơ để thay đổi vận mệnh, để đi tới thành công. Tuổi Ất Mão được đánh giá là người thông minh, nhanh nhẹn, mưu trí và có một con mắt tinh tế, biết nhìn xa trông rộng. Tuổi Ất Mão cũng rất tốt bụng, đối xử với mọi người bằng sự chân thành, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Tuổi Ất Mão có cái đầu hơn người, tinh nhanh, thông minh và giàu trí tưởng tượng. Người này khi kinh doanh trong các lĩnh vực cần sự tính toán chính xác, kinh doanh hoặc nghệ thuật đều rất dễ thành công. Tuổi Ất Mão khiến mọi người bất ngờ trước khả năng nhanh nhẹn, tập trung cao trong công việc. Làm việc với những người này, hiệu suất công việc có thể nâng cao gấp nhiều lần so với người khác. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tuổi Ất Mão cũng đều có khả năng kiềm chế, điều khiển cảm xúc tốt, luôn giữ một thái độ hòa hợp và bình tĩnh với mọi người xung quanh. Người thuộc tuổi Ất Mão là người có tài đức xuất chúng hơn người. Người này có lối sống cá tính với nhiều nét nổi bật như sống tự do, tự tại, sống lạc quan, yêu đời, lương thiện và bao dung. Ất Mão thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ. Trí thông minh cũng giúp họ luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét, cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như họ luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay vài giải pháp cho mỗi tình huống. Xu hướng này thể hiện rõ nét trong khả năng của Ất Mão có thể chấp nhận nhiều lối sống rất khác nhau. Nếu cách này không ổn, họ lập tức tìm phương án khác thay thế. Họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi tìm ra lối thoát. Tuy có thể bị nhìn nhận là nhút nhát, Ất Mão tự cho mình là thông minh và thận trọng. Hiếm khi người tuổi này quyết định hành động hoặc dấn thân vào tình huống mới mà chưa cân nhắc đầy đủ các phương án. Trong những tình huống đòi hỏi nhận thức sắc bén về toàn bộ môi trường xung quanh cũng như khả năng đưa ra những phương án xử lý chớp nhoáng, không thể tìm được người phù hợp hơn. Ất Mão thường tìm cách tránh mọi sự cạnh tranh hay xung đột, họ cũng không thích liều lĩnh, nhưng khi đặt sự an toàn lên trên nguy cơ, họ có thể đánh mất nhiều cơ hội. Tuổi Ất Mão không thích là tâm điểm chú ý của mọi người và vì vậy, họ thường chọn những việc đằng sau hậu trường hơn là xuất hiện trên sân khấu. Họ thích làm thành viên của nhóm chứ không làm người lãnh đạo. Họ cảm thấy rất thoải mái khi ở môi trường quen thuộc. Họ là những vị chủ nhà chu đáo luôn chăm chút để khách mời cảm thấy dễ chịu nhất. Tuổi Ất Mão thích sự riêng tư và khá hướng nội. Khi đối đầu với khó khăn hoặc thất vọng, họ thường giữ mọi thứ cho riêng mình. Không muốn làm phiền người khác, họ rất biết lắng nghe, tốt bụng và ngọt ngào. Vì vậy, họ được coi là người bạn đáng tin cậy. Với tố chất mềm dẻo như những nhà ngoại giao bẩm sinh, họ có thể biến những tình huống khó khăn, căng thẳng nhất trở thành chuyên gia với những người bạn trong công việc. Ất Mão luôn cần cù, chăm chỉ mà chẳng bao giờ sợ hãi hay là đầu hàng trước khó khăn. Họ chẳng bao giờ biết nịnh nọt ai và cũng chẳng bao giờ tranh cướp của ai cả. Họ chỉ biết hoàn thành tốt công việc của mình, đồng thời giúp đỡ mọi người. Chính vì vậy mà luôn được mọi người đánh giá rất cao, vì cho rằng họ xứng đáng nhận được sự khen thưởng của cấp trên là điều tất nhiên. Ất Mão là người thành thật nhưng lại có con mắt rất tinh đời. Họ biết rằng lúc nào mình nên làm việc gì, khi nào mình cần phải thể hiện năng lực cho người khác biết. Nhờ chọn đúng thời điểm chứng minh bản thân mà họ giỏi nắm bắt cơ hội một cách rất dễ dàng và nắm chắc cơ hội thăng tiến trong tay, về sau chắc chắn sẽ là người chức cao vọng trọng. Vận mệnh Ất Mão khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng. Họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Ất Mão được thiên phú, tư duy nhanh nhạy, sắc bén, linh hoạt. Từ khi còn đi học, họ đã thể hiện rõ là những cô bé, cậu bé thông minh. Kết quả học tập khiến phụ huynh lấy làm tự hào và hãnh diện. Đến khi trưởng thành, họ thường ham học nghiên cứu thêm nhiều đề tài yêu thích, nên kiến thức uyên bác và sâu rộng. Còn trong công việc thì họ có sức sáng tạo lớn, thường tạo nên những hiệu quả bất ngờ. Ất Mão phù hợp với các lĩnh vực như tư vấn giáo dục, ngoại giao hay kinh doanh. Đặc biệt, tuổi này có lộc nên kinh doanh nên có duyên buôn may bán đắt. Lĩnh vực quản lý tài chính, làm nông nghiệp hay là các lĩnh vực như văn phòng, liên quan đến gỗ sấy, quần áo, vải dóc đều có thể giúp họ đạt tới những thành công lớn. Ất Mão dễ bị hao tốn tiền nong lãng phí vì cách sống, nhờ có tài lộc lại hưởng lộc nên tiền nong không bao giờ thiếu. Gần 30 tuổi, nhiều người đã có sự tích lũy tiền bạc rồi, càng về già thì cuộc sống của họ càng sung túc, giàu sang. Ất Mão phù hợp với các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ,
kỹ càng và cẩn thận như vấn đề doanh nghiệp, biên dịch, cố vấn. Vì chính tính cách của họ đã luôn thận trọng, khi làm các công việc này thì khả năng, năng lực của họ sẽ được thể hiện rất rõ. Không những thế, nhờ mối quan hệ bên ngoài hoàn hảo nên các nghề như lễ tân, tiếp thị đều phù hợp để thể hiện được đúng tính cách, có thể phát triển và hoàn thiện được bản thân. Ất Mão không nên thử sức với những người có tính khốc liệt, cạnh tranh vì họ không phù hợp. Tuổi Ất Mão thường lặng lẽ nhưng làm việc rất hiệu quả. Trí nhớ tốt, được quý trọng vì sự liêm chính và lòng trung thực. Họ rất trung thành với chủ, đồng nghiệp đánh giá cao sự tế nhị, tính khiêm tốn, sự cần mẫn của họ và có thể yên tâm khi giao cho họ xử lý những việc tế nhị nhất. Ất Mão sẽ không dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình. Nam mệnh tuổi Ất Mão là người hấp dẫn, ăn mặc hợp thời trang và thường được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Khi hò hẹn, họ khiến chị em ngất ngây bởi vẻ ngoài chân thực và tình cảm nồng nàn. Nhưng khi tình yêu của người con gái đủ lớn để trở thành dây trói, thì nam tuổi Ất Mão sẽ lặng lẽ biến mất. Với cá tính phóng khoáng, họ sẽ không ngừng quan hệ với những phụ nữ khác, ngay cả khi đã gắn bó với một người, khi đùa giỡn với người thứ ba. Họ xem đó như một trò chơi nhiều hơn là cảm xúc thật. Bất chấp sự thay đổi của cảm xúc và các mối quan hệ, thì cuối cùng họ cũng dẫn tiến tới hôn nhân. Trong cuộc sống vợ chồng, nam tuổi Ất Mão đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ phía người vợ. Khi thấy chồng ngọt ngào hoặc ân cần với mình một cách bất thường, các bà vợ của họ thường đặt dấu hỏi rất to. Nam mệnh có cuộc đời gặp nhiều điều tốt đẹp, tuy không được sung sướng về mặt thể xác nhưng được sung sướng về mặt tinh thần. Cuộc đời của họ không lấy gì làm cực khổ cho lắm. Họ có số hưởng được sự giàu sang và có thể thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Đến thời kỳ tuổi già, tiền bạc đầy đủ, gia cảnh êm đềm. Nữ mệnh tuổi Ất Mão là người dịu dàng, tốt bụng và trong trắng. Nếu họ quyết định không yêu hoặc hẹn hò với ai thì họ sẽ không bao giờ làm điều đó, sẽ chỉ là uổng công. Nếu các chàng trai ngưỡng mộ, họ quyết định trồng cây si và mong chờ ngày những cô gái này thay đổi ý định. Trong quan hệ thân mật, họ có thể rất lãng mạn, nhưng bản chất thận trọng. Năng cản họ hứa hẹn ngay với một ai, sau khi kết hôn, nữ tuổi Ất Mão sẽ dồn toàn bộ sức lực và thời gian, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con và coi đó là trách nhiệm của mình. Tình yêu và những cố gắng của họ dành cho gia đình thường được đền đáp bằng tình cảm nồng nàn của người thân. Tuổi Ất Mão có tài vận tốt và không phải lo ngại nhiều về tiền bạc, bản chất hào phóng và hòa đồng, giúp họ dễ dàng có được của cải. Tuổi Ất Mão thường ít chú ý tới tiểu tiết và những vấn đề không quan trọng. Họ không thận trọng lắm khi tiêu tiền và thường không tiết kiệm được nhiều. Tuy có thể kiếm được nhiều tiền nhưng họ hiếm khi trở nên giàu có. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão sinh 1975. Một tin vui đáng chờ đợi là sự xuất hiện của tam hợp, mang lại những khoảnh khắc hạnh phúc cho cả người độc thân và những ai đã có đôi. Đối với người độc thân, thời điểm này có thể là thời điểm bạn gặp được người tâm đầu ý hợp, cảm thấy trái tim rung động một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc. Đối với những người đang trong mối quan hệ, đây là cơ hội để tình cảm của hai bạn được thăng hoa, thêm phần gắn kết. Tuy nhiên, hãy tránh để bản thân trở nên quá đòi hỏi hay giận dỗi không lý do, vì điều đó có thể khiến người bên cạnh cảm thấy khó chịu và tạo ra những xung đột không cần thiết. Sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh trong thời điểm này là một lời cảnh báo không thể coi thường. Người tuổi Ất Mão cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe của mình. Những dấu hiệu nhỏ về sức khỏe không nên bị bỏ qua, bởi vì chỉ một chút chủ quan có thể dẫn đến những trì hoãn không đáng có, ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống. Thời gian này, hãy ưu tiên chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi hợp lý và tránh lao lực quá mức. Hãy luôn nhớ rằng, sức khỏe là nền tảng quan trọng nhất để bạn có thể tiếp tục hành trình của mình. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch mang theo không khí của sự thay đổi và những thử thách cho người tuổi Ất Mão, Nguyệt lệnh Lâm Quan cho thấy, cuộc sống của bạn trong giai đoạn này không hề dễ dàng, những áp lực từ công việc, cuộc sống và cả mối quan hệ xung quanh đều khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây không phải là hoàn cảnh mà là cách bạn đối diện với những khó khăn này. Mỗi khi bạn than phiền về số phận, sức mạnh và niềm tin vào chính mình như một ngọn đèn nhỏ trước gió, nếu không cẩn trọng, bạn dễ dàng bị thổi tắt. Vì thế, thời điểm này là lời nhắc nhở quan trọng khuyến khích bạn tìm kiếm sức mạnh nội tại, chứ không chỉ dựa vào vận may hay sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Bạn chính là người quyết định cuộc sống của mình và cũng là người duy nhất có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Hãy nhớ rằng, sự độc lập là chìa khóa cho sự thành công trong thời điểm này. Dù cho hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, người tuổi Ất Mão cần phải học cách đứng vững trên đôi chân của mình. Mỗi hành động, mỗi quyết định trong thời gian này cần phải có kế hoạch và suy tính cẩn thận. Việc phó mặc cho số phận hoặc dựa dẫm vào người khác sẽ chỉ đem lại sự thất vọng và có thể làm lãng phí thời gian quý giá. Vì thế, hãy tự vạch ra con đường cho riêng mình, bước đi với sự mạnh mẽ và tự tin. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch không chỉ mang đến những thử thách mà còn là cơ hội để người tuổi Ất Mão khẳng định bản thân. Thay vì loay hoay trong sự mệt mỏi và bất mãn, hãy xem đây là thời gian để phát triển sức mạnh tinh thần, độc lập và tự chủ hơn trong mọi quyết định của cuộc sống. Khi bạn học được cách kiên định với bản thân, cuộc sống sẽ dần trở nên nhẹ nhàng hơn và hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Hãy luôn nhớ rằng, vận mệnh chỉ là một phần, điều quan trọng hơn chính là cách bạn tự mình bước đi trên con đường đó. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ mang đến cho người tuổi Ất Mão một làn gió mới trong chuyện tình cảm, mở ra những cơ hội đặc biệt và những khoảnh khắc ngọt ngào đối với bạn. Đây là thời điểm vàng để vun đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với người thương. Tam hợp, một dấu hiệu cát lành xuất hiện trong vận trình tình cảm của bạn trong thời điểm này, như một món quà từ vũ trụ giúp hai bạn tìm thấy tiếng nói chung, đồng lòng cùng vượt qua những thử thách của cuộc sống. Tuổi Ất Mão thời điểm này được khuyến khích không chỉ là một người yêu dịu dàng, mà còn là một cá nhân tự tin, sẵn sàng thể hiện bản sắc riêng, đừng ngần ngại trở nên chủ động hơn trong cách tiếp cận tình yêu. Tam hợp mang lại cho bạn sức mạnh để mạnh dạn thể hiện bản thân, điều này sẽ giúp bạn và người ấy càng hiểu nhau sâu sắc hơn. Sự chủ động không chỉ giúp mối quan hệ thăng hoa mà còn tạo ra sự kết nối bền chặt giữa hai người. Khi bạn đủ dũng cảm để mở lòng, đối phương sẽ cảm nhận được sự chân thành và sẵn sàng đáp lại bằng tình cảm nồng nàn. Tam hợp không chỉ đại diện cho sự kết nối, mà còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa trái tim và tâm hồn. Đây là thời điểm tuyệt vời để cả hai cùng nhìn về một hướng hỗ trợ lẫn nhau và tận dụng điểm mạnh của mỗi người để bù đắp cho những yếu điểm còn tồn tại. Nếu như trước đây bạn cảm thấy mình đơn độc trong hành trình cuộc sống, thì thời điểm này, tình yêu sẽ là nguồn động lực to lớn, không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn mà còn đem lại cho bạn sự bình an, niềm vui và hạnh phúc. Dù bạn đã cố gắng tự mình vươn lên, nhưng chính tình yêu đích thực sẽ là điểm tựa, là cánh cửa mở ra những điều bất ngờ mà có lẽ bạn chưa từng nhận ra rằng mình cần. Đừng ngại dựa vào người thương, bởi tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn mà còn là hành trình của sự hỗ trợ, cảm thông và sẽ chia hai trái tim hòa là một, cùng nhau đối diện với mọi thử thách. Đối với những người độc thân, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch là khoảng thời gian đầy hứa hẹn. Bạn sẽ nhận được nhiều lời mời hẹn hò từ những mối quan hệ mới mẻ cho đến những người bạn đã để mắt từ lâu. Không khí của tam hợp cũng giúp bạn dễ dàng hơn trong việc mở lòng đón nhận những cơ hội mới. Đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn, bởi trong những cuộc gặp gỡ đó, có thể có một người đang chờ đợi để trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc sống của bạn. Sự xuất hiện của những mối nhân duyên tiềm năng sẽ đem lại cho bạn nhiều lựa chọn, nhưng quan trọng hơn cả là lắng nghe trái tim mình. Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều to lớn, mà ở những cử chỉ nhỏ nhặt, chân thành mà đối phương dành cho bạn. Hãy tin rằng, tình yêu sẽ đến khi bạn sẵn sàng đón nhận và khi bạn thực sự tìm thấy giá trị của bản thân trong mối quan hệ thời điểm này. Vận trình tình cảm của bạn được sao cát lành chiếu sáng, vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để vun đắp cho mối quan hệ của mình. Tình yêu cần sự kiên nhẫn, sự chân thành và cả lòng bao dung. Đừng vội vã cũng đừng áp lực, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên như dòng nước trôi nhẹ nhàng. Tình yêu của bạn sẽ trở nên sâu sắc và bền chặt hơn. Với những người đã có đôi, hãy nhớ rằng tình yêu đích thực là khi hai người cùng hợp sức để vượt qua sóng gió, chứ không phải chỉ là những lời hứa hẹn ngọt ngào. Sự hỗ trợ và cảm thông từ đối phương sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ giúp bạn vững tin hơn trong cuộc sống. Còn với những trái tim cô đơn, hãy mở rộng lòng mình, đừng để nỗi sợ thất bại ngăn cản bạn tìm kiếm hạnh phúc. Tình yêu sẽ đến nhưng chỉ khi bạn sẵn sàng bước ra và đón nhận nó.
Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Mão mang theo những lời cảnh báo quan trọng về sức khỏe, nhất là khi Bạch Hổ hung tinh xuất hiện. Đây là dấu hiệu nhắc nhở mạnh mẽ rằng, nếu bạn không quan tâm đến sức khỏe của mình, những hệ lụy có thể ập đến bất ngờ, gây ra nhiều phiền toái không đáng có. Bạch Hổ mang điềm báo về tai họa, vì vậy bạn phải cực kỳ thận trọng trong mọi hoạt động, đặc biệt là khi di chuyển hay tham gia giao thông. Thời điểm này, bất kỳ sự lơ là nào trong lúc di chuyển cũng có thể gây ra những sự cố đáng tiếc. Điểm hung từ Bạch Hổ không phải để làm bạn lo lắng, mà để nhắc nhở bạn biết tự bảo vệ mình tốt hơn khi tham gia giao thông. Hãy tránh tuyệt đối những hành vi phóng nhanh vượt ẩu hay lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, đặc biệt không nên sử dụng rượu bia khi bạn đang là người cầm lái, bởi một phút thiếu kiềm chế có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng mà không ai mong muốn. Sự an toàn của bạn và những người xung quanh là điều vô cùng quý giá. Hãy nhớ điều này để luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Không chỉ về vấn đề đi lại, thời điểm này còn là thời điểm mà sức khỏe thể chất của bạn cần được chú ý nhiều hơn. Nếu bấy lâu nay bạn quá bận rộn mà quên đi việc tập thể dục, đây là lúc thích hợp để dành thời gian cho việc chăm sóc cơ thể. Những dấu hiệu mệt mỏi, uể oải có thể dần xuất hiện nếu bạn không có chế độ vận động hợp lý. Thể dục không chỉ giúp bạn cải thiện thể lực mà còn là cách để giải tỏa căng thẳng, tái tạo năng lượng cho cuộc sống. Tuy nhiên, đừng quá tham lam trong việc tập luyện. Tập thể dục là tốt nhưng mọi thứ đều phải có chừng mực. Tham gia thể thao quá mức có thể gây tổn hại cho cơ thể, nhất là khi bạn cố gắng vượt quá giới hạn của mình. Sự cân bằng trong việc luyện tập mới thực sự mang lại sức khỏe bền vững. Bạn không cần phải dồn hết năng lượng vào một vài lần tập luyện cật lực, mà thay vào đó, hãy tập trung vào việc duy trì một chế độ luyện tập đều đặn và vừa phải. Chỉ khi bạn chăm sóc cơ thể đúng cách và biết lắng nghe nó, sức khỏe mới thực sự là nguồn năng lượng lâu dài giúp bạn vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống. Ngoài ra, thời điểm này cũng là thời điểm bạn cần chăm lo cả về tinh thần. Sức khỏe không chỉ là thể chất, mà còn là sự cân bằng giữa tâm trí và cơ thể. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, áp lực trong công việc hay cuộc sống, hãy tìm đến những cách để giải tỏa thiền định, yoga, hay đơn giản chỉ là dành thời để thư giãn và suy ngẫm cũng là những phương pháp hữu hiệu giúp bạn lấy lại sự bình tĩnh và sáng suốt. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, với sự hiện diện của hung tinh Bạch Hổ, hãy xem đây là cơ hội để bạn tái định hình thói quen sinh hoạt của mình. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên đi sức khỏe, hãy biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và bản thân. Giữa công việc và nghỉ ngơi, mọi thành công trong cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu sức khỏe của bạn không được bảo vệ đúng cách. Vì thế, hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân, từ việc ăn uống đúng giờ, luyện tập đều đặn đến việc giữ tinh thần thoải mái. Sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất và chỉ khi bạn trân trọng nó, bạn mới có thể tiến xa hơn trên hành trình cuộc đời. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Ất Mão sẽ đối mặt với một giai đoạn đầy thử thách trong sự nghiệp. Tỷ kiên xuất hiện như một rào cản, mang theo những khó khăn và trở ngại bất ngờ. Đó có thể là những tình huống không mong muốn, những dự án bị trì hoãn hay sự thiếu hỗ trợ từ những người xung quanh. Tuy nhiên, thay vì lo lắng hay cảm thấy bất mãn, thời điểm này khuyên bạn nên lùi lại một chút, tạm thời giữ khoảng cách với những trách nhiệm không cần thiết. Điều này không chỉ giúp bạn bảo vệ được nguồn năng lượng của mình, mà còn cho phép bạn tập trung vào những công việc thực sự quan trọng và phù hợp với bản thân. Trong giai đoạn này, khái niệm liều lĩnh không thực sự dành cho bạn dù có gặp khó khăn, điều quan trọng là phải giữ một cái nhìn bình tĩnh và quan sát mọi thứ xung quanh. Sự khôn ngoan ẩn giấu trong những điều bình thường có thể sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua những thử thách. Hãy tận dụng thời gian này để học hỏi, thu thập thông tin và xây dựng nền tảng vững chắc cho các bước tiếp theo. Thời điểm này, Nguyệt lệnh Lâm Quan nhắc nhở bạn về sự vất vả không thể tránh khỏi trong công việc. Dường như bất cứ việc gì bạn bắt tay vào đều cần đến nỗ lực gấp đôi, thậm chí là gấp ba để hoàn thành. Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, bạn sẽ phải tự lực cánh sinh. Điều này có thể dễ dàng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi. Nhưng hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn lúc này mới là chìa khóa để thành công. Có những lúc bạn sẽ cảm thấy muốn than phiền, nhưng hãy cẩn trọng.
Cuộc sống của mỗi người đều có những khó khăn riêng và sự chán nản hay oán trách chỉ khiến bạn mất đi tinh thần chiến đấu. Hãy giữ vững lập trường, tập trung vào việc của mình và tiếp tục nỗ lực từng bước một. Thời điểm này không hề dễ dàng, nhưng chính những trở ngại mà Tỷ Kiên mang lại là bài học quý giá để bạn trở nên thận trọng và điềm tĩnh hơn. Đừng để những khó khăn trước mắt làm bạn chùn bước, bởi mọi thứ đang dần đi đúng hướng. Dù bạn có cảm thấy rằng hành trình này dài và gian nan, nhưng mục tiêu không còn xa nữa, chỉ cần bạn kiên nhẫn và tiếp tục phấn đấu. Ước mơ của bạn sẽ sớm trở thành hiện thực. Thành công không đến từ những bước nhảy giọt mà từ những bước đi kiên định và bền bỉ. Hãy nhớ rằng trở ngại chỉ là một phần của cuộc hành trình, giúp bạn trui rèn bản thân và chuẩn bị cho những thành quả lớn lao hơn trong tương lai. Cuối cùng, thời điểm này khuyên bạn hãy dành thời gian cho chính mình, tránh xa những trách nhiệm không cần thiết hay những áp lực từ bên ngoài. Khi bạn tập trung năng lượng vào những mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy con đường đúng đắn. Sự tập trung và kiên nhẫn chính là vũ khí mạnh mẽ nhất, giúp bạn vượt qua thời điểm này với sự thành công và trưởng thành trong sự nghiệp. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ là thời điểm để tuổi Ất Mão học cách giữ vững sự bình tĩnh, biết lùi bước đúng lúc và kiên nhẫn trước những thách thức. Bạn càng kiên định và cẩn trọng, con đường đến với thành công càng mở rộng trước mắt. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của tuổi Ất Mão có nhiều khởi sắc, mang lại những cơ hội đáng giá nhờ ngũ hành tương sinh. Vũ trụ dường như đang mở ra trước mắt bạn một cánh cửa tươi sáng, nơi mà mọi công sức, nỗ lực của bạn bấy lâu nay đều được đền đáp xứng đáng. Không chỉ đơn thuần là sự gia tăng về mặt tiền bạc, mà còn là sự trưởng thành trong cách bạn quản lý và sử dụng tài chính của mình. Hãy nhớ rằng, tài lộc không đến một cách dễ dàng mà là thành quả của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Trong thời điểm này, nhiều người làm kinh doanh sẽ đặc biệt bận rộn. Bạn có thể cảm thấy như mình không có thời gian để chăm lo cho bản thân vì công việc và những cơ hội kiếm tiền liên tiếp ập đến. Nhưng đổi lại, số tiền bạn kiếm được cũng không hề nhỏ, những khoản lợi nhuận đáng kể đang chờ đợi bạn, chỉ cần bạn biết nắm bắt thời cơ và tận dụng chúng một cách khéo léo. Không chỉ là những con số trong tài khoản, sự độc lập tài chính trong thời điểm này còn là bài học quý giá về việc tự mình đứng vững trên đôi chân khi bạn tự tay làm mọi việc. Không chỉ tiền bạc mà cả những kinh nghiệm quý báu cũng được đúc kết theo từng ngày. Điều đó càng làm bạn trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn trong việc điều khiển dòng chảy tài chính cuộc sống của chính mình. Tuy nhiên, bát bạch nhập cung chính tây nhắc nhở bạn cần cẩn trọng trong chi tiêu. Tiền bạc đến dễ dàng nhưng cũng có thể trôi qua rất nhanh. Nếu không được quản lý khôn ngoan, hãy biết trân trọng sức lao động của mình bằng cách chi tiêu vào những thứ thực sự cần thiết. Việc mua sắm không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui lâu dài, nên tránh lãng phí và hãy để dành cho những khoản đầu tư giá trị hơn trong tương lai. Thời điểm này, cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện trước mắt như một lời mời gọi đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, việc bạn có thể nắm bắt được cơ hội đó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết tâm và năng lực của bạn. Đừng nghĩ rằng ai cũng có cơ hội như nhau, bởi khả năng và tư duy tài chính sẽ quyết định kết quả. Người có tầm nhìn xa trông rộng sẽ biết cách tận dụng cơ hội này để khiến tiền đồ đầy túi, trong khi người thiếu kinh nghiệm có thể để dược mất. Lời khuyên dành cho bạn trong thời điểm này là hãy dành thời gian để suy ngẫm, phân tích kỹ lưỡng từng cơ hội đến. Đừng vội vàng lao vào bất kỳ dự án nào mà không có sự tính toán. Thay vào đó, hãy chọn những kế hoạch thật sự phù hợp với năng lực và tầm nhìn của mình. Trong thời điểm này, tài lộc đối với tuổi Ất Mão không chỉ là những con số trên giấy tờ, mà còn là sự trải nghiệm và trưởng thành qua từng thử thách. Hãy biết trân trọng từng giây phút bạn đã bỏ ra để kiếm tiền và sử dụng nó một cách khôn ngoan. Tiền bạc có thể đến rồi đi, nhưng kinh nghiệm và sự tự tin sẽ luôn ở lại. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão sinh 1975. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh 1975. Bước sang tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch là thời điểm mà vận may bắt đầu đến gần hơn với bạn. Tam hợp tiếp tục mang đến những hỗ trợ về tinh thần trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong công việc và tình duyên. Bạch hổ cũng không còn tác động quá tiêu cực đến sức khỏe của bạn,
miễn là bạn biết cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Trong công việc, nếu bạn đang dự định thực hiện một kế hoạch lớn hay thay đổi phương pháp làm việc, đây là tuần lý tưởng để bắt đầu. Nguyệt lệnh Lâm Quang mang đến cơ hội để bạn khẳng định bản thân, chứng tỏ năng lực và đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, không nên nóng vội, mọi thứ đều cần sự cẩn thận và chu đáo để đảm bảo thành công bền vững. Tài lộc trong tuần này có xu hướng gia tăng, đặc biệt với những người làm kinh doanh. Bát Bạch nhập cung chính Tây tiếp tục mang lại những cơ hội kiếm tiền. Nếu bạn đủ nhanh nhạy, bạn có thể nắm bắt và tạo ra sự đột phá. Tuy nhiên, hãy tránh ra những khoản đầu tư rủi ro cao, vì dù vận may đang đến nhưng không phải cơ hội nào cũng phù hợp với bạn. Về tình duyên, các cặp đôi có thể trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào, thấu hiểu lẫn nhau. Nếu trước đây có xảy ra mâu thuẫn, tuần này là thời điểm tốt để hai người hàn gắn và xây dựng lại niềm tin. Đối với những người độc thân, bạn có thể sẽ gặp được một người đặc biệt qua các cuộc hẹn hò, sự kiện xã hội. Tiếp theo là tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh 1975. Tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch, người tuổi Ất Mão sẽ cảm nhận rõ rệt hơn sự thay đổi tích cực trong mọi mặt của cuộc sống. Tam hợp vẫn giữ những ảnh hưởng, giúp bạn có thêm nhiều động lực và sức mạnh tinh thần để vượt qua những khó khăn. Cuối tháng, Tỷ Kiên vẫn có thể tạo ra một vài thách thức, đặc biệt là trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn và bình tĩnh, mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Trong công việc, bạn có thể sẽ phải đối diện với một số áp lực từ cấp trên hoặc đồng nghiệp. Nhưng hãy nhớ rằng, khó khăn chỉ là tạm thời. Quan trọng là bạn cần giữ được tinh thần tích cực và không ngừng cố gắng. Sự bền bỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tài chính của bạn trong tuần này có thể tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là lúc mà những nỗ lực trước đây bắt đầu đem lại kết quả. Bát Bạch nhập cung chính Tây mang đến cơ hội kiếm tiền. Nếu biết nắm bắt và quản lý tài chính tốt, bạn có thể tạo ra những khoản lợi nhuận lớn. Về chuyện tình duyên của bạn trong tuần thứ 2 của tháng sẽ khá ổn định. Các cặp đôi sẽ có thời gian để chia sẻ, hiểu nhau nhiều hơn và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Người độc thân hãy giữ tinh thần thoải mái và sẵn sàng cho những điều tốt đẹp sắp đến. Về sức khỏe, hãy tiếp tục duy trì chế độ luyện tập và nghỉ ngơi hợp lý. Bạch Hổ vẫn nhắc nhở bạn không nên chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể. Hãy chú ý hơn đến chế độ ăn uống và ngủ nghỉ để đảm bảo sức khỏe tổng thể tốt nhất. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần, mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Ất Mão 1975 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát. Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát mang đến sự phù hộ và độ trì cho người tuổi Ất Mão sinh 1975. Tượng Phật Văn Thù cầm kiếm phát ra ngọn lửa cao, tượng trưng cho trí tuệ, khả năng phân biệt tốt xấu. Tay trái cuốn kinh Bát Nhã biểu tượng cho sự giác ngộ, khả năng nhìn thấu sâu sắc về cuộc sống. Sự bổ sung cành sen còn thể hiện ý nghĩa về đạo đức và sự thanh khiết hộ thân của Phật bản mệnh, đại diện cho sự phù hộ và độ trì trên con đường cuộc sống. Mặt Phật là sự tượng trưng cho niềm tin và sự tin cậy, mang theo bình an và đương đầu trước khó khăn. Phật bản mệnh bảo vệ khỏi tiểu nhân và hỗ trợ tập trung vào sự nghiệp phát triển, hướng đến mục tiêu vượt qua khó khăn, khai mở trí tuệ, học tập tốt và tạo nên tương lai mở rộng. Nhiều người lựa chọn đeo Phật bản mệnh để hóa giải những vấn đề về tình duyên và mong muốn bảo vệ gia đình khỏi điều không tốt. Tóm lại, tượng Phật bản mệnh Văn Thù mang ý nghĩa của sự độ trì, trí tuệ và sự bình an, phù hộ cho người tuổi Ất Mão sinh 1975, giúp họ phát triển tư duy, thành công trong công việc và hòa hợp trong công việc, cuộc sống. Tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc, an lành và tinh thần lạc quan trong đời sống. Người tuổi Ất Mão sinh 1975 mệnh Kim Bạch Kim thường mang trong mình khả năng đối mặt với các phép thuật và khó khăn một cách quyết đoán.
tượng Phật Di Lặc dưới biểu tượng của một vị Phật mang bao tải tiền và mỉm cười hạnh phúc. Điều này thể hiện sự lạc quan, niềm vui trong cuộc sống và sự giàu sang, phú quý. Tượng Phật Di Lặc thể hiện tinh thần hòa hợp, đồng cảm và lòng bác ái. Điều này phù hợp với bản chất thông minh, trí thông minh của người tuổi Ất Mão, khi họ có khả năng thông minh và kết nối với người khác một cách tốt đẹp. Với tư duy linh hoạt và sự kiên nhẫn của mình, tuổi Ất Mão có thể tận dụng tượng Phật Di Lặc để tạo ra môi trường tích cực và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Tượng này nhắc nhở họ về tầm quan trọng của lạc quan, hòa thuận và lòng bác ái, giúp họ vượt qua khó khăn và tạo nên cuộc sống thịnh vượng và an lành. Thiềm Thư Cốc Ba Chân. Tượng Thiềm Thư là một biểu tượng phong thủy quan trọng, mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng, bình an. Đối với tuổi Ất Mão sinh 1975, tượng Thiềm Thư mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Người tuổi Ất Mão thường có bản lĩnh và sự mạo hiểm trong cuộc sống. Tượng Thiềm Thư có thể hỗ trợ và tăng cường khả năng này bằng cách thu hút khả năng tài lộc và thịnh vượng. Với khả năng đối mặt với khó khăn và các thách thức, vật phẩm này có thể giúp họ vượt qua trở ngại và tạo ra môi trường kinh doanh, công việc và tài chính thịnh vượng. Ngoài ra, tượng Thiềm Thư còn mang ý nghĩa của sự bình an và bảo vệ đối với người tuổi Ất Mão. Điều này có thể giúp họ duy trì tinh thần lạc quan và tự tin, đồng thời hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Tượng Thiềm Thư không chỉ là một biểu tượng mang tính tâm linh, mà còn là một biểu tượng thể hiện quyết tâm và sự kiên nhẫn của người tuổi Ất Mão để đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là một biểu tượng phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông, được coi là linh vật mang đến may mắn, bình an và bảo vệ. Đối với người tuổi Ất Mão sinh 1975, tượng Tỳ Hưu có ý nghĩa đặc biệt và tương hợp. Tượng Tỳ Hưu được coi là biểu tượng may mắn, mang lại sự bình an cho gia đình và cuộc sống. Đối với người tuổi Ất Mão, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ thu hút năng lượng tích cực, tạo ra môi trường thịnh vượng và an lành. Tượng Tỳ Hưu cũng được cho là có khả năng bảo vệ khỏi những thế lực tiêu cực và hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Với khó khăn của tuổi Ất Mão, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ vượt qua những thách thức một cách bình an. Tượng Tỳ Hưu thường được kết hợp với tài lộc và thịnh vượng, với tầm nhìn mở rộng và tinh thần trách nhiệm. Người tuổi Ất Mão có thể tận dụng tượng Tỳ Hưu để thu hút cơ hội tốt trong sự nghiệp và tài chính. Ngoài ra, tượng này có thể giúp hóa giải những trở ngại trong mối quan hệ và mang lại sự hòa hợp. Tóm lại, tượng Tỳ Hưu mang đến nhiều ý nghĩa tích cực cho người tuổi Ất Mão sinh 1975, bao gồm may mắn, bình an, bảo vệ thịnh vượng và sự hòa hợp trong nhân duyên. Nó có thể là một biểu tượng đáng giá để họ mang theo, nhằm tạo ra một môi trường tích cực và thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. Quý khán giả thân mến, theo lời Phật dạy về sống tử tế, sự tử tế rất đơn giản. Trên thực tế, nó là tính trung thực, nhân ái, biết tôn trọng bản thân và người khác, có thái độ sống nhân từ, hòa hợp với thế giới xung quanh. Người được gọi là tử tế thì luôn luôn trung thực và làm việc bằng cái tâm, không lừa lọc, gian dối, là một người tốt bụng và có đức tính cao cả. Lòng tốt không chỉ là một tính cách mà còn là một loại khôn ngoan cao nhất. Người tử tế thì mọi người đều sẵn lòng kết giao, bởi vì người như vậy khiến người ta cảm thấy an toàn, thoải mái từ trong đáy lòng. Người tử tế luôn được tôn trọng và tin tưởng, vì thế nên có thể tích lũy danh tiếng. Càng nắm quyền cao chức trọng thì càng cần đến sự tử tế để nhiều người biết đến, mang đến tiếng thơm cho đời sau. Sự nổi tiếng chính là sự giàu có. Đức hạnh và tử tế là một điều may mắn, và đó là sự tự tin lớn nhất khi làm người. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.